được chưa? Rồi. Gạch rất nhiều bà con nhá. Bây giờ là Văn Hiệp là một mình một công ty. Đấy. Nhìn kỹ mới thấy xe của mình, bởi vì là công ty rất là rộng nhưng mà có mỗi một mình xe của mình đỗ nghênh ngang. Gạch rất nhiều. Rất đẹp. Anh em là cứ giờ đẹp là anh em đi làm, thế còn Văn Hiệp thì bất kể giờ nào chỉ cần khách hàng alo là mình hoạt động thôi. Cho nên là có những cái giờ giấc là mình cứ đi thôi, là anh em giờ xấu của anh em là giờ đẹp của mình. Mà giờ đẹp của mình thì cũng chỉ có mỗi một mình thôi. Bởi vì giờ đẹp anh em là đi chở hết rồi, tầm này anh em nghỉ ngơi thì Văn Hiệp lại đi làm. Nissi Grandia. Đấy. Đây gọi là xoay lật gật gù. Xe lưng đa lăng nhá. Đã xoay lật thì lại còn gật gù nữa nhá. Rất đa lăng. Bánh kép. Đấy, bánh kép này. Tải 3 tấn rưỡi. Tay tràng rất to, 4 tay tràng. 4 tay tràng nhá. Đây là tay tràng lên xuống này. Tay trang gọi là ngả ra ngả vào này. Đấy, ngả gọi là ngả cần đứng đấy. Tay trang này là tay trang xoay lật này. Bên này là tay trang gật gù nhá. Rất đa năng, số tự động. Bên này là xe bồn để gọi là tưới nước. Tưới nước nhà xưởng. Động cơ diesel 12,1 kW, công suất là gọi là thuộc vào máy là máy 22 nhá, D22. Vô lăng trợ lực lái cơ lốp 600-14. Đấy. Đấy, lốp trước còn lốp sau là 750-16. Lốp rất đẹp, còn 75%. Đấy, phi đựng nước thì chứa được khoảng 5 khối. Chuyên tưới nước công trường nhé. Đây, xe nhà mình đang các cô đang xếp gạch vào xe gần đầy rồi. Đấy. Bây giờ là xung quanh là coi như là kín thành, hoàn thành hết rồi. Gạch rất đẹp. Bên này là cô Matsu 4 tấn bánh kép, chuyên để dùng để kẹp gạch. Đây. Bên này là hệ thống ti thủy lực để kẹp gạch. Kẹp gạch và có dịch càng nhá. À, cái này là dịch giá nhá, dịch giá không phải dịch càng nhá. Dịch giá. Komatsu. Số tự động. Hệ thống tay trang để điều khiển dịch càng, dịch giá và gọi là thủy lực. Thủy lực kẹp. Chuyên kẹp gạch. Bên này là gạch vụn công ty nhá. Đấy, mọi người có nhu cầu mà gọi là tân nấp, san nấp mặt bằng hoặc là cạp lề đường hoặc đổ đường. Đấy. Thì gạch này đổ xuống là rất là hợp lý. Giá thì rẻ hơn bay mà chất lượng thì hơn nhiều so với đất nhá. Đấy, giá tại nhà máy bây giờ là hiện tại là hôm vừa rồi Hiệp có hỏi là các cán bộ công ty có báo là 100.000 một khối là tại nhà máy nhá. Thì mọi người tham khảo xem, nếu mà hợp lý thì cộng thêm cước vận chuyển là có thể là sử dụng vào những cái công việc nó ví dụ như là tân san lấp chẳng hạn, hoặc là cạp lề đường đỡ lún, chống trơn, chống trượt. Mà kể cả tận dụng viên nửa này xây nó tốn mạch vữa một chút thôi, nhưng mà xây vữa vẫn kè cũng bờ móng bờ yếc là tương đối chắc, xây được hết, tốn vữa tí thôi nhưng mà đắt nó sắt ra miếng. Tính là tốn nhưng mà thực ra nó cũng giằng co nhiều thì nó lại khỏe thôi, lại rất là khỏe kết cấu.
công trình bờ bia và bờ hàng rào nhá. Cây bê tông gạch không nung. Đây là gạch không nung nhá. Đấy, các ông thợ này xây mạch vữa rất là mượt. Độc mạch vữa đây nhìn đã đẹp rồi nhá. Đấy, còn dưới này là gạch đặc. Gạch đặc để xây bể phốt. Đấy, thợ chiều nay là vừa mới chát xong rồi. Còn phía bên ngoài này là đây là rằng nhá. Đấy. Rằng gọi là rằng dầm dầm móng rất cứng này. Cứng lắm. Xi măng Xuân Thành. Rất là cứng. Đấy. Ây ạ. Không thể vặn lên được. Rất là giáp. Đây là đổ những cái tấm đan mặt bẻ phốt đây. Máy trộn. Đây, xi măng Xuân Thành. Bỏ xi măng Xuân Thành đi nhá. Đây, mọi người. Xi măng Xuân Thành. Khách hàng cứ yên tâm về chất lượng. Bởi vì nó là thương hiệu mới cho nên là nhiều vị khách hàng là hơi e ngại. Đấy, cứ e ngại về chất lượng thôi chứ thực ra là mình chưa va bao giờ thôi. Đây đây nó mọi người thấy sần sùi ra này, bê tông cứng đét này. Đấy, cứng đét cũng không cần phải là chết nhanh quá, nó cứng nhanh quá cũng không tốt nhé. Nó chết từ từ, nó tạo ra độ dẻo dai. Chú nước. Nó gì sao thì chú không ấy thì trên đấy một chạy một ấy này là hàng gạch. Đúng rồi, trên trên bên trên ấy nhỉ. Em thì chạy vuông là đây. À ừ đúng. Đấy. Đúng đúng rồi. Không cây thì nó mới chạy cho một hàng gạch vuông vào đây. Vâng. Ôi đá nó đầy đi nhỉ. À đá này còn đổ cái gì nữa không nhỉ? Này còn đổ nhiều mảnh. Nó còn mấy răng trước cái vớ vẩn á. À ơ răng bên trên đấy nhỉ. Bên trên. Này mấy cái cột điện nữa. Ừ, thế thì có vẫn thế thì thiếu khác.